Phân tích One Piece 1057, bản hùng ca sĩ về trận chiến Wano, Oda đã châm biếm Big Mom. Hi, rất vui được gặp lại anh em trên channel Top Manga. Thế là Aguano đã khép lại sau 4 năm với 148 chapter. Một phần chuyện rất dài và hoành tráng, cuộc chiến với hai tứ hoàng kết thúc với sự thắng lợi dành cho phe lân minh Samurai. Thế giới đã trao đảo khi biết kết cục của cuộc chiến này Nói không ngoa khi nhận xét rằng On Piece đang bước vào kỷ nguyên của sự hỗn loạn Nơi mà tất cả thế lực lớn cùng lúc hành động Saga cuối cùng hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn Và chương 1057 mới đây là cột mốc đánh dấu sự khép lại của Aquano Chapter này không mang đến những thông tin cực hot Nhưng lại khiến người xem xúc động trước cảnh chia tay đẫm nước mắt giữa những người bạn từng kề vai chiến đấu Nào, hôm nay chúng ta hãy cùng bàn luận về chapter 1057 này nhé Bắt đầu thôi trong chap 1057 có một số bản vẽ mô tả lại quá khứ của Uta, cô nàng nhân vật chính của movie film Red. Có thể thấy khung cảnh xanh, Lakiru, Ben và Yasop đang hát cho Uta nghe. Chi tiết này thực sự thú vị khi bốn thanh niên kể trên hiện tại đều rất ngầu và có vẻ nghiêm túc. Ngoài ra, dựa vào khung tranh có thể thấy Ben, Yasop và Lucky chính là bộ ba thuyền viên đầu tiên và cũng có thể là mạnh nhất dưới quyền xanh. Bên cạnh đó, có một khung tranh khiến mình hơi thắc mắc. Người phụ nữ này là ai? Bức tranh này nằm cạnh bức tranh xanh và đồng đội hát cho Uta. Liệu người phụ nữ trên có liên quan gì đến tóc đỏ và Uta? Có hai giả thuyết được đặt ra. Thứ nhất, người này chính là Uta khi trưởng thành. Cô đang hát và nhớ lại quá khứ khi tóc đỏ cũng hát cho cô nghe. Nhưng có một khúc mắc là Uta sao lại có con sớm như vậy? Giả thuyết này có vẻ chưa hợp lý. Giả thuyết thứ hai, theo mình thì người phụ nữ kia có thể là Makino, chủ quán rượu ở làng Fusa. Có thể thấy Sanh và đồng đội đang ăn uống tại một quán ăn. Trước đó ta cũng được xác nhận là Luffy và Uta quen nhau từ nhỏ. Mà Luffy sống ở Fusa đến khi cậu ra khơi làm hải tặc thì mới rời khỏi nơi này. Điều này đồng nghĩa quán ăn kia và nơi Uta đang ở chính là ngôi làng quê hương của Luffy, Cho nên người phụ nữ kia có khả năng là Makino. Trong trang bìa chap 614, Makino xuất hiện và bế trên tay một đứa con rất giống cậu bé trong ảnh ở chap 1057 trong SBS tập 63, Oda từng nói về cô chủ quán rượu như sau. Có vẻ Makino đã trở thành một người mẹ rồi đấy. chồng cô ấy rất hạnh phúc. Cha của đứa bé có lẽ là người ấy. Đúng vậy, chỉ có thể là người ấy mà thôi. Người ấy ở đây có thể ám chỉ xanh vì anh có quan hệ tương đối mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu với cô chủ quán rượu. Đứa trẻ kia cũng có thể là con tóc đỏ. Nếu ảnh người phụ nữ đúng là Makino, có khả năng cô chính là người chăm sóc Uta khi tóc đỏ ra khơi, tiếp tục con đường hải tặc. Makino đã hát cho Uta nghe. Nó khiến cô nàng có cảm hứng và dần yêu thích âm nhạc. Tất nhiên, những điều trên chỉ là giả thuyết cá nhân. Oda vẫn che giấu những thông tin liên quan với hình vẽ trong Where the Wind Blow. Chúng ta phải chờ những poster sau để hiểu rõ hơn về quá khứ của tứ hoàng tóc đỏ và cô nàng đi vào Uta. Trở lại với chương 1057, tiêu đề mang tên Hạ Man. Trên trang bìa, Seiza đang tấn công bằng khí ga của mình. Trang bìa này thuộc mini story, chuyến dung ngoạn không cảm xúc của nhà Gima. Có một điều khá thú vị là mini story này đã đi đến volume thứ 16, một câu chuyện tương đối dài và mình tin nó sẽ sớm kết thúc mà thôi. Có thể những chapter sau này, tác giả sẽ tiếp tục tạo ra các câu chuyện bên lề như vậy nhằm giải quyết một số vấn đề phụ. Đó là một yếu tố giúp One mau đi đến hồi kết hơn nhưng vẫn đảm bảo những điều fan thắc mắc sẽ được giải đáp. Tuy nhiên, khá khó hiểu khi xây ra lại giúp đỡ anh em của Sanji. Rất có thể là do mối quan hệ của hắn ta và Vince Mokchus. Cả hai từng là thành viên thuộc tổ chức khoa học MED cùng với Queen và Vegapunk. Rất rõ ràng, bốn người họ có thể xem là đồng đội cũ của nhau. Việc nhóm tan rã là do chính phủ can thiệp, không có thông tin gì về việc các thành viên trong nhóm có hiểm khích với nhau. Xây ra hiện không còn đô Flamingo chống lưng, hắn cũng rất bơ vơ giữa Totoland. Giúp nhà Gemma đổi lại một cơ hội trốn thoát cùng họ có lẽ là sự lựa chọn hợp lý. Chưa kể, với tài năng khoa học của mình, không khó để thanh niên người Ga xin một vé làm việc trong hàng ngũ của chers Đây cũng được xem như là kết thúc có hậu cho thanh niên từng làm phản diện của ác băng Hazard. Và sâu nội dung hơn, khung cảnh Wano hiện giờ đã không còn những nhà máy với khói đen nghi ngút, thay vào đó là cây xanh và hoa đào thi nhau đuôi nở, hết sức tuyệt vời. Wano quả là một vùng đất trù phú, sau bao nhiêu năm bị ảnh hưởng bởi các nhà máy mà quốc gia này vẫn có thể nhanh chóng khôi phục. Tất nhiên là không thể quên công sức của đô đốc Rio trong việc tái tạo một số vùng đất mà ông ta đi qua. Chap 1057 là những đoạn xen kẽ giữa hiện thực đang xảy ra và câu chuyện về Wano được kể bởi một giáo viên mục đích là kể lại toàn bộ sự thật về đất nước và các trận chiến giành độc lập của Oden 20 năm trước và của Liên minh Samurai mới đây. Bên cạnh đó là vạch trần tội ác của Orochi và Kaido, những kẻ đã khiến đất nước Wano rơi vào đói khổ lầm than suốt 20 năm. Mọi người bên dưới đều cố gắng lắng nghe trong khi người giáo viên tường thuật lại toàn bộ những điều đã qua trên nền tiếng đàn Samisen do đích thân công chúa Hiyori hòa tấu. Bao nhiêu khó khăn trải dài trước mắt nhưng họ đã hạ quyết tâm đối mặt với định mệnh. Cửu hồng bao và đêm hoa đăng bắt đầu buông đó là lời mà người giáo viên kia kể về cuộc đột kích của các samurai đêm hoa đăng ở đây ám chỉ đêm lễ hội lửa ngày duy nhất trong năm mà người dân wano được thỏa thích ăn uống rất nhiều người đã hy vọng lễ hội sẽ kéo dài mãi mãi và thực sự trong chính cái đêm hội ấy kado và orochi đã bị hạ gục kết thúc giai đoạn khổ cực của wano không phải tự nhiên mà tác giả sắp xếp cho cuộc chiến diễn ra ngay đêm hội lửa ngoài các yếu tố thiên thời địa lợi vì Kaido và băng bách thú sẽ không phòng bị gắt gao trong lễ hội thì đó còn liên quan đến văn hóa và quan niệm duy tâm khi mà ngày hội hoa đăng được xem là ngày rất thiêng liêng, mọi người có thể ghi ước nguyện vào đèn lồng và thả lên trời, gửi gắm ước mơ và cầu cho một tương lai tốt đẹp hơn. Kế đó, ta được biết Yamato quyết định sẽ ở lại Wano Quốc. Điều này khiến Momo và Kin tương đối bất ngờ. Con gái Kaido giải thích rằng, Oden từng du ngoạn khắp Wano trước khi ra khơi nên cô cũng muốn làm như vậy. Đó là một lý do nhưng không hẳn là tất cả. Quay trở lại chương truyện 1055, khi đô đốc Aramaki tấn công vào Hoa Đô, nhóm xích sao đã bước ra cản ông ta Tuy nhiên, Trình Đô Đốc cũng không phải dạng vừa, bỏ xanh nhanh chóng áp đảo tất cả. Ông ta đẩy lùi Momo, không chế cùng lúc Inu, Neko, Kawamatsu, Dezero và cả Yamato. Dù bọn họ không bị hạ gục hoàn toàn và sau đó Momo cũng thành công thổi nhiệt tức và bỏ xanh khiến ông văng ra xa. Nhưng rõ ràng, vị đô đốc chưa si nhê và còn có thể quẩy rất nhiệt. Giả sử không chỉ có Ryokugi mà đám Saifapol cũng tiến vào thì rất khó cho các samurai. Do có thể đây cũng là một lý do khiến Yamato ở lại Wano. Cô muốn đất nước này hồi phục và ổn định trở lại. Có thể họ mới đẩy lùi được các thế lực bên ngoài. Trở lại câu chuyện, dâm lòng cõng Kin và Yamato đến tìm Luffy. Cậu rất cay cú khi lù đi mà không tạm biệt. Dù nã cao su đã gặp tất cả mọi người trước đó, Momo bắt đầu hồi tưởng về những khoảnh khắc vui đùa và chiến đấu sinh tử cùng Luffy. Chính Lù đã tiếp cho cậu nhóc dũng khí để đứng lên. Hai năm trước, Mihawk từng nhận xét sức mạnh khủng nhất của Luffy là khiến kẻ khác về phe mình. Có vẻ chưa đủ, ngoài lôi kéo ra thì lù còn tiếp thêm tinh thần cho người khác. Kin'emon cũng rất tức giận, "Chúa công Momonosuke, giờ là Sogan chính thức, tùy thuộc vào lời nói của Luffy đại hiệp mà tôi có thể phải chém cậu ấy vì sự xúc phạm này." Hành động của lù khả năng cao là không muốn trải qua cảnh chia tay đau buồn nên mới âm thầm rời đi. Tuy nhiên, nó lại vô tình xúc phạm đến tinh thần của một võ sĩ đạo. Hiểu đơn giản thì ở Wano chúng tôi không thích thế, pha này thì do văn hóa, không thể trách Luffy hay Momo được. Ở cảng Tokage, mọi người đang tạm biệt nhau bằng mấy câu panlai kiểu lần sau gặp lại ta sẽ là kẻ thù, tôi sẽ giết cậu. Vân vân và mây mây, quý nhau lắm, khịa nhau đau, đến từ vị trí của các thuyền trưởng tân tinh. Sau một lúc lướt trên mặt đất theo đúng nghĩa đen, thì Dâm Long đã đến được chỗ Luffy. Cậu và Yamato nhanh chóng lao đến ôm lù, Kin thậm chí còn rút kiếm ra, tung trách đít Luffy túi bụi. Luffy, đây là lệnh từ Sogan, một câu nói mang đúng khí phách của một vị lãnh chúa. Tuy nhiên, ngay sau đó là một biểu cảm cực hài đến từ vị trí Momo. Cậu ấy không muốn băng mũ rơm rời đi. Thực sự thì Momo còn khá trẻ con, dù sao cậu mới chỉ 8 tuổi, mất đi người dạy dỗ và giúp đỡ mình suốt thời gian dài, dập lòng khó có thể chấp nhận ngay được. Các thành viên băng mũ rơm đều có những thái độ khác nhau về hành động của Momo. Zoro thì cà khịa, Saji, Robin, Brook thì mỉm cười, Chopper và Frankie thì bật khóc. Lưu đã chuẩn bị từ trước, cậu tặng cho Momo lá cờ của băng mũ rơm và nói rằng Hãy treo nó ở đâu đó. Nếu có kẻ xấu nào đến, chỉ cho chúng thấy anh sẽ cho chúng biết, dám gây chuyện với bạn bè anh cũng đồng nghĩa với gây chuyện với bọn anh. Đây như lời khẳng định rằng tứ hoàng Luffy chính thức bảo kê Wano quốc. Luffy nhà ta trưởng thành rồi, anh em ạ. À. câu hiểu rõ vị trí hiện tại của mình, lưu hiểu được danh tiếng của băng mũ rơm là đủ để giúp Wano tránh khỏi những thế lực đang dòng ngó. Trong khoảnh khắc này, Momo cúi đầu trước Luffy như thay lời cảm ơn, dưới gối Nam nhi có rát vàng, dòng long còn là sô gan của một quốc gia hùng mạnh. Trước đó cậu dùng cái danh tướng quân để lườm Luffy, nhưng cuối cùng cậu lại cúi đầu trước lù. Thực sự thì Luffy đã giúp đỡ Wano quá nhiều, chính cậu là người đem lại bình minh cho sứ Samurai. Một cái cúi đầu là chưa đủ với những ân huệ mà Momo nợ băng mũ rơm. Nhưng cậu cũng không biết làm gì khác, vì băng mũ rơm vốn cũng không cần gì. Thứ họ cần là nhìn thấy bạn bè và người dân ở Wano được sống trong hòa bình. Đúng như lời dâm lòng đã nói, nhờ mọi người mà bọn em một lần nữa được mỉm cười. Momo quay sang nói với Kin, sẽ có ngày ta vượt qua Odin Câu nói ấy thể hiện sự quyết tâm của Dâm Long. Tuy chỉ là cậu nhóc 8 tuổi trong hình hài thanh niên 28 nồi bánh trưng, nhưng không thể phủ nhận những điều Momonosuke làm được là cực kỳ tuyệt vời so với số tuổi của cậu. Không phải sức mạnh, ý chí và sự cuột cường cũng như trưởng thành trong tư tưởng là thứ khiến Momo hơn người. Sở muộn, cô ta cũng trở thành tướng quân vĩ đại nhất lịch sử mà thôi. Quay lại với băng mũ rơm, theo lời Nami thì đến Hakumai họ có thể dùng thang máy hạ thuyền xuống và không cần phải lao từ thác xuống. Dựa theo bản đồ bên trên, nơi mình đánh dấu bằng mũi tên đỏ chính là đường mà Luffy hay băng mũ rơm từng leo thác, còn mũi tên xanh là đường mà tàu thuyền có thể dùng thang máy để đi lên cảng Hakumai. Nami không hổ danh là một hoa tiêu cử khôi, đến Wano để combat, nhưng cô nàng cũng không quên xem bản đồ của vùng đất này. Ở khung tranh thuộc chap 1057, miêu tặc cầm một bản đồ Wano, có thể cô đã nắm rõ địa hình của xứ Samurai. Nami sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc đưa Pluton ra ngoài. Kiến thức hàng hải và sự thông minh của cô là không thể xem thường và lợi ích của nó sẽ dần được bộc lộ. Có lẽ vì vậy mà Oda gọi Nami là người quan trọng nhất trong băng, chỉ sau Luffy. Tuy kế hoạch đưa ra rất hợp lý và nhận được sự tán đồng của mọi người, mối tội ông kít trong cậy bánh xe khiến Lo và Luffy cay cú. Thế là có cảnh ba con tàu cùng bay xuống thác, ba ông thuyền trưởng cũng xanh mặt khi biết mình lỡ chơi dại. Chuyển cảnh sang người giáo viên kể chuyện, sức mạnh của những kẻ ngoài vòng pháp luật được chùa công Momo và Kinemon mời đến. Họ như những vị minh vương sống, ngay đến Long Vương Kaido và mụ Orion khổng lồ cũng gục ngã, bầu trời cũng bị xé nát khi tiếng gầm đau đớn vang vọng khắp tầng không. Đó là những lời mà ông giáo viên đã nói có nhiều chi tiết thú vị trong đoạn thoại này. Thứ nhất là việc những hải tặc giúp đỡ Wano được họ nhận xét như những minh vương sống. Trong trang 990, cụ Hio cũng có nhận xét tương tự dành cho Luffy. Thứ hai, Kaido được gọi là Long Vương, rất có thể vì ông là rồng có màu xanh, điều này không quá khó hiểu. Còn với Big Mom, bà ta được gọi là Orion khổng lồ, Dành cho anh em nào chưa biết thì ở Nhật Bản thường có những cô gái xinh đẹp biết hát, múa, đánh đàn và họ thường phục vụ trong các quán rượu nơi mà những người đàn ông thường lui tới để tìm tiểu sắc. Những cô gái ấy được gọi là gây xa. Tuy nhiên, gây xa chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Nhiều cô nàng quý hoa ở Wano cũng là gây xa. Ví dụ như Hiyori hay cô nàng từng được Sanji cứu. Còn các cô gái có khả năng trình diễn ca hát nhảy múa tương tự gây xa nhưng lại kiêm luôn việc bán thân thì được gọi là Oran. Và cái tên ấy cũng được người giáo viên kia dùng để gọi Big Mom đây là một cách châm biếm khi mẹ lớn có rất nhiều con và đời chồng thật sự thâm thúy anh em à như vậy thì khi bích mâm trang điểm trước thêm lễ hội lửa có khả năng bà ta cũng trang điểm theo phong cách của oran oda luôn biết áp dụng những tinh túy trong văn hóa nhật vào bộ truyện của mình người giáo viên tiếp tục kể về khoảnh khắc hiyori đứng trước orochi khi tên này đang bị lửa thiêu đốt nàng công chúa được miêu tả là dưng dưng lệ nhưng không hề sợ hãi trước kẻ thù cô cực kỳ quyết tâm cầm cây quạt có biểu tượng kozuki trên tay và dis kẻ đã giết cha mẹ mình Hình ảnh đối lập của Oden và Orochi được Oda khắc họa rõ nét. Với Oden, trong chap 972 có thể thấy ông mỉm cười trước khi chết, một sự ra đi viên mãn và vĩ đại. Còn Orochi, đến giây phút cuối đời hắn vẫn cố nguyền rủa Wano và tên này chết trong một sự đau đớn tột cùng. Cuối câu chuyện là hình ảnh Momo, những thành viên còn lại của Six Sao, Yamato, Shinobu và Otama đứng cạnh nhau. Một điều hay ho là không tính Shogun Momonosuke và cô bé Tama thì những người còn lại vừa đúng 9 người. Họ giống như một nhóm cửu hồng bao mới vậy. Những người này từ nay sẽ bảo vệ Wano và hỗ trợ Tân Sogan. Cũng như kế thừa ý chí của đồng đội đã ngã xuống. Ngoài ra, để ý kỹ thì Raizo không trở thành một soái ca sau múi. Như vậy thì danh hài Queen chắc cũng không đẹp trai hơn. Chỉ có Shinobu là hút mỡ thành công mà thôi. Và đó cũng là kết thúc của Aguano. Saga cuối cùng của One Piece sắp bắt đầu. Như thường lệ, cuối video là chuyên mục dành cho anh em nào yêu thích tranh. Bọn mình vừa mở một shop bán tranh One Piece và nhiều anime manga khác. Anh em có nhu cầu để có phòng ngủ hay góc làm việc và giải trí của mình thì hãy inbox ngay vào fanpage Over Manga Anime Shop để đặt hàng. Link mình sẽ ghim ở phần mô tả. Trên đây là video bản luận chap 1057. Rất cảm ơn anh em đã xem video. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video sau của bọn mình. Chúc anh em một ngày làm việc và học tập vui vẻ. Bye bye!